Trong Vinhome Rembrandt muốn đầu tư phân khu mới từ đợt 1 thì có phân khu nào không quý vị? Dạ thưa cô chú anh chị là có. Cô chú anh chị có thể thấy công trình đang xây dựng ở phía bên kia, đó là công trình xây dựng của phân khu Điệu Bách Quan. Đây là viên kim cương cuối cùng trong đại đô thị Vinhome Rembrandt được mở bán ở thời điểm khi mà các tiện ích đã đi vào hoạt động, với một vị trí phải nói là siêu siêu đẹp khi mà liền kề với trung tâm thương mại Vincom. Một mặt thì tầm view sẽ hướng xuống quảng trường Golden Eagle, và một tầm view nữa thì sẽ hướng xuống công viên 36 hectare khu vui chơi giải trí VinWonder, và một tầm view hướng về sông Đồng Nai. Tại phân khu Điệu Bách Quan này thì sẽ có 4 tòa tháp sẽ cao từ 32 cho đến 34 tầng. Trong đó thì sẽ có 1.950 căn hộ với 56 căn shop khối đế. Tại đây thì sẽ có 2 tầng hầm. Tầng 14 chủ đầu tư sẽ dành riêng cho quý cư dân làm tầng tiện ích. Đây là sản phẩm được hợp tác của hai ông chùm trong làng bất động sản, đó là tập đoàn Vinhome và tập đoàn Samty, hơn 40 năm kinh nghiệm từ Nhật Bản. Hiện nay thì chủ đầu tư đang hỗ trợ những booking với 50 triệu cho một booking. Cô chú anh chị nào mà đang quan tâm đầu tư căn hộ hoặc là chọn một sản phẩm an cư trong thời điểm đầu mở bán như thế này thì không thể nào bỏ lỡ qua phân khu Điệu Bách Quan. Cô chú anh chị hãy liên hệ với EV để được hỗ trợ sớm. Thời điểm đầu như thế này khi cô chú anh chị mua thì mình được một chính sách thanh toán rất là dễ, và chính sách ưu đãi cũng rất là tốt, vô cùng hấp dẫn. Hiện nay thì chủ đầu tư đang có chương trình hỗ trợ từ 50 cho đến 200 triệu trừ trực tiếp vào giá bán. Không thể nào bỏ lỡ qua thời điểm đầu tiên sơ khai như thế này nha cô chú anh chị. Cần hỗ trợ thông tin gì về đại sĩ Vinhome Rembrandt hoặc là phân khu Điệu Bách Quan thì hãy liên hệ với EV. EV xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video kế tiếp.